Trong kinh Đức Phật có nói: tỳ kheo, ly dục, ly ác pháp, chứng và trú tầng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc, ly dục sanh có tầm có tứ. Vậy tỳ kheo phải ly dục và ly ác pháp mới chứng được thiền thứ nhất. Vậy có phải việc đạt được và thành tựu trong thiền chỉ dành cho các bậc tỳ kheo không? Và thật khó để hàng cư sĩ ly dục được hoàn toàn, và cũng không thấy Đức Phật nói hàng cư sĩ thành tựu được thiền thứ nhất hay sơ thiền. Thứ hai là có tầm có tứ ở đây có nghĩa cụ thể là như thế nào? Thưa quý vị đó, chúng ta nên hiểu như thế này. Đó là khi mà Đức Phật thuyết pháp đó, thì Ngài thường hay gọi là các tỳ kheo. Nhưng mà ở trong cái hội chúng đó không phải chỉ có hàng tỳ kheo không thôi, mà bao gồm luôn, có khi bao gồm luôn cái hàng cư sĩ. Cho nên á, chúng ta nên hiểu là có rất nhiều những bài kinh thì mặc dù Đức Phật gọi là tỳ kheo nhưng mà sử dụng chung luôn cho hàng cư sĩ, có nghĩa là cư sĩ nên hiểu là có mình ở trong đó nữa. Và hàng cư sĩ hoàn toàn có thể ly dục, ly ác pháp, chứng được thiền thứ nhất. Hoàn toàn có thể. Bằng chứng là có một cái vị công chúa đó, có một vị công chúa, trong khi mà vị đó đi vệ sinh và vị đó quán cái chất thải thì quán bất tịnh đó, và cái nàng công chúa này chứng sơ thiền có. Hoặc là khi Bồ Tát lúc 7 tuổi, khi mà Ngài ngồi theo dõi hơi thở trong cái buổi lễ hạ điền đó, Ngài theo dõi hơi thở thì Ngài cũng chứng được sơ thiền. Cho nên cái sơ thiền này hàng cư sĩ có thể chứng được, nhưng với điều kiện là phải ly dục, ly ác pháp ha. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Nó cũng giống như nếu như mà chúng ta muốn hít thở thì chúng ta phải có không khí thì mới hít thở được. Còn nếu như mà trong một môi trường chân không, nó không có không khí thì chúng ta không thể hít thở được. Đó. Cũng vậy đó, muốn ly dục, muốn chứng thiền thì ít nhất trong cái khoảng thời gian đó, trong khoảng thời gian đó vị đó phải ly dục, ly ác pháp. Có nghĩa là trong cái thời vị đó ngồi thiền đó, hoặc trong như sư ví dụ nãy cái cô công chúa đó, thì xin thưa là khi đó cổ không có ngồi kiết già ha, cổ không có ngồi thiền như kiểu mình, mà cổ đang đi vệ sinh. Nói thì nó hơi mất vệ sinh một tí, nhưng mà sở dĩ sư đưa cái ví dụ đó để cho quý vị thấy là cái việc chứng sơ thiền nó không phải cứ phải ngồi thiền thì mới chứng được sơ thiền ha. Chỉ cần là trong cái khoảnh khắc đó, trong cái giai đoạn đó, chúng ta ly dục, ly ác pháp. Nhưng mà ly dục, ly ác pháp đó là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ ha. Có nghĩa là cái đó là cần phải có thì mới chứng được sơ thiền, nhưng không phải là chỉ nhiêu đó thôi là đủ. Bởi vì sao? Bởi vì để chứng được sơ thiền đó, khi đó năm cái thiền chi, năm cái truyền cái nó phải biến mất. Năm thiền chi nó phải tăng trưởng, tầm tứ hỷ lạc định nó phải tăng trưởng, và năm nó để chi, để nó đè ép năm cái truyền cái, khi đó vị ấy mới có thể đạt được sơ thiền. Cho nên cái chuyện mà ly dục ly ác pháp đó là điều kiện cần phải có, nhưng nó không phải là điều kiện đủ, có là như đó thôi chưa có đủ đâu nha. Cho nên cư sĩ có thể được, nhưng mà ít nhất trong cái giai đoạn đó, trong giai đoạn đó, trong cái lúc đó thì vì đó phải ly dục ly ác pháp. Nhưng mà nói đi phải nói lại như thế này, cái số lượng mà tỳ kheo mà chứng sơ thiền nó nhiều hơn số lượng cư sĩ chứng sơ thiền rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì đơn giản những cái bậc tu sĩ đó, cái đời sống của họ điều kiện rất là tốt để họ có khả năng ly dục. Còn hàng cư sĩ quý vị còn phải đi làm,
còn phải vợ chồng con cái, còn phải lo các cái bổn phận. Cho nên rất khó để hàng cư sĩ có thể ly dục ly ác pháp. Thành ra đó, nói thì nói là cư sĩ cũng có thể chứng sơ thiền được, nhưng mà thực tế thì không có nhiều. Đó, thực tế không có nhiều.